Mình xin chào các bạn ha, mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa Thương mại Du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần timeline của cái Adobe Dreamer. Cái phần này rất là quan trọng trong quá trình dựng phim của Dream, Adobe Dreamer. Thì trước hết chúng ta cũng mở cái một cái new project. Các bạn đặt cái tên cho mình là bài thực hành số 1 đi nha. Đó, rồi các bạn nhấn cho mình OK. Rồi, thì trong cái này nó hiện ra cái khung như là cái buổi trước các bạn thấy rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ import cái đoạn phim vô. Import vô các bạn ha, import vô. Rồi, bây giờ mình sẽ import thì mình sẽ vô cái phần là Adobe Dream. Rồi, bây giờ thước phim. Rồi, trước hết là mình đem cái thước phim này mình kéo qua cái ha. Rồi, bây giờ các bạn thấy là mình có một cái thước phim như thế này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu sơ về những cái con số trên này trước. Đây là giờ, phút, giây và cái frame. Mình ví dụ ở đây với bạn nhìn thấy nè. 25 frame, có nghĩa là frame số 25. 2 phút, 34 giây, 25 frame. Bây giờ các bạn thường các bạn sẽ chỉnh lên các bạn đó, các bạn thấy không, nó lên gần 30 frame nè, 26 frame nè, 29 frame nè. Như vậy thì người ta chỉnh cái frame này như thế nào? Thì trước tiên mình chỉnh cái giờ phút giây trước nha. Ví dụ như mình muốn coi đoạn nào, các bạn lít vô đây, các bạn ví dụ các bạn lít vô, các bạn đánh vô là 2 phút 30 giây 25 frame, có nghĩa frame tại 25 frame. Đó, tại frame số 25. Các bạn sau đó các bạn nhấn enter. Đó, nó chạy lại đúng cái vị trí đó cho các bạn nếu mà có. Xin lỗi nha. 3 phút 25 giây 17 frame đi. Đó, đây. Thấy không? Các bạn nó chạy lại đúng ngay chỗ đó cho các bạn luôn. Mình có thể dùng hình thức kéo nha, có thể dùng hình thức kéo. Rồi. Có thể dùng mình kéo ha. Rồi thì bây giờ tiếp tục ha, mình sẽ nói tiếp một số cái vấn đề. Bây giờ mình sẽ đưa tiếp một cái đoạn phim khác vô đi. Đó là đoạn phim của đoạn phim này. Rồi mình kéo cái đoạn phim này nè, mình vô đây. Rồi. Thì về nếu mà bạn tắt cái cục hít này thì bạn kéo cái đoạn phim nó sẽ vô đây, nó chạy vô đây được. Nhưng mà nếu bạn bật cái cục hít lên thì cái đoạn phim nó sẽ kết nối vô với nhau mà nó không có chồng lên nhau. Đấy, cái ý nghĩa của cái cục hít này chỗ này là vậy nha các bạn. Rồi, từ từ mình sẽ nói từng phần, nó nhiều lắm nhưng mà dễ thôi. Bây giờ ví dụ như cái đoạn phim này mình muốn cắt, cái phần này mình muốn cắt ra đi. Rồi, mình muốn cắt cái đoạn này nha, cái đoạn này mình cắt ra đi nha. Rồi, cắt ra nha, làm cắt nè, chúng ta đem làm cho chúng ta cắt nha. Rồi, sau đó mình cắt tiếp đoạn nữa nè. Rồi, rồi bây giờ ha, sau khi mình cắt xong ha, cái đoạn này nè, bây giờ mình muốn nó nhanh nha. Cái đoạn này mình muốn nhanh, mình sẽ làm một cái video nhanh chậm cho các bạn coi luôn nha. Mình muốn nó nhanh, mình sẽ lít chuột phải. Các bạn chọn cho mình cái speed duration. Cái phần này mình hướng dẫn timeline chứ mình không hướng dẫn là nhanh chậm, nhưng mà mình muốn làm cho các bạn xem trong cái phần timeline luôn ha, cái hiệu ứng của timeline. Ví dụ mình muốn nhanh là 500% đi. Rồi các bạn chọn cho mình ở dưới đây là optical flow ha, để cho nó mượt mà. Nó nhấn OK. Bây giờ mình coi thử nè. Mình coi thử các bạn ha. Nhưng mà qua tới bên này á, mình muốn nó chậm nè, cái đoạn này mình muốn nó chậm đi. Thì mình sẽ speed ration. Chúng ta khoảng, thường thì các bạn nên cho khoảng 50% thôi nha. Chậm 50% thôi chứ đừng có chậm quá nha. Nếu mà chậm quá thì nhìn cái phim nó giật khó chịu lắm ha. Rồi.
mình coi thử ra, mình coi thử đang nhanh nè. Thì các bạn hỏi mình là cái speed nhanh speed chậm này á, cái speed nhanh speed chậm này nó bở ảnh hưởng bởi cái frame này nó rất là nhiều nè. Tại vì nếu mà nhiều cái khung hình trên một giây á, thì làm cho cái đoạn phim nó rất là mượt mà. Thì để chỉnh được cái frame này nè cho nó mượt mà hơn á, thì người ta sẽ vô đây nè các bạn. Người ta vô là screen à. Rồi các bạn vô screen xong chọn screen setting. Các bạn chọn giùm mình là thường là mình chọn từ 30 cho đến 60 nha các bạn, 30 frame cho đến 60 frame, đừng ít hơn nha, ít hơn nó bị gì. Còn nếu các bạn chọn 60 coi chừng cái máy mình nó yếu quá, nó giật bạc 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 ha. Còn nếu mà máy mình mà bình thường thì cứ để 30 frame đây các bạn ha. Sau đó các bạn nhấn giùm mình là ok. Thì thường là mình chỉ chọn có khoảng 30 đến 60 frame lên máy mình ở nhà thì dư sức 60, tại vì máy đồ họa, chuyên về máy đồ họa nên có thể 60 bình thường. Máy các bạn yếu quá các bạn chọn 30 thôi nha. Chúng ta nhấn ok. Rồi như vậy chúng ta đã được cái phần timeline, một phần của timeline ha, nhanh chậm. Rồi bây giờ mình ví dụ để mình tách này ra luôn. Ví dụ như mình có cái đoạn video này. Mình muốn lồng cái đoạn nhạc vô này, ví dụ như mình xóa, nếu mà mình lít vô đây mình xóa đó là nó sẽ mất luôn hết các bạn ha. À, thì bắt buộc mình sẽ khóa cái hình lại, khóa cái hình lại, các bạn lít vô đây khóa hình lại nè. Cái này là không có âm thanh nha các bạn sử dụng này là multi track, hay là có nghĩa multi track có nghĩa là cho các bạn không có biên dịch, không có dịch thuật giữa cái dòng phía dưới á. Còn cái này là solo có nghĩa là không có âm thanh á. À, thì mình lít vô cái chỗ cái khóa này để làm gì, để khi mình xóa cái âm thanh á, mình xóa cái âm thanh thì nó không có ảnh hưởng tới cái mình xóa cái âm thanh thì nó không có ảnh hưởng tới cái rồi mình xóa cái âm thanh thì nó không ảnh hưởng tới hình ảnh, có nghĩa là hình ảnh lúc này nó có nè nhưng mà nó không còn âm thanh đó. Thì bây giờ mình đưa cái âm thanh vô. Cái âm thanh mình sẽ đưa ở đây, ví dụ nha. Đó. Mình làm từ từ cho các bạn hiểu, dễ hiểu lắm, nó không khó hiểu đâu. Làm nhiều giỏi à. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi mình kéo lại. Rồi bây giờ nha, bắt đầu nè. Bắt đầu đi xoáy rồi, bắt đầu quay chậm nè. Thì mình sẽ lấy cái lam mình cắt. Các bạn sao hỏi trong một đoạn phim có sử dụng các bạn trước khi dùng cái lam các bạn nhớ bật lại cái khóa nha để chỉnh sửa được ha. Các bạn hỏi mình là cái nếu như mà đó rồi, thì các bạn hỏi mình là nếu như một cái đoạn phim vừa có nhanh vừa có chậm, vừa nhanh vừa chậm, vừa nhanh vừa chậm, mà em không dùng lam cắt được không? Có. Bữa sau mình hướng dẫn các bạn là tu nhanh tu chậm, riêng một cái phần hiệu ứng đó mình sẽ làm riêng cho các bạn ha. Thì ở đây tới đây là mình muốn cái này nó nhanh ha, cái này nó nhanh. Thì lúc này mình sẽ làm một cái thao tác, cái này nó chậm đi, này nó chậm, cái video này nó chậm nha các bạn, nó không có nghĩa là lúc này mình muốn nó chậm á, nó không nhanh, chậm khoảng 30% đi. À, để cho nó hiệu ứng cho các bạn thấy thôi nha. Chứ còn mình thì mình đây, các bạn thấy dễ bớt à. Mình
Bình thường là mình dùng trên 50% không bà? Rồi, trong này nó có thêm mấy cái phần nữa. Ở ngay chỗ Timeline Delay Setting, các bạn để ý giùm mình. Thứ nhất là cái Video Thumbnail, Show Video Thumbnail. Các bạn click vô giùm mình nha. Ví dụ như mình click vô cái này, sau đó mình chọn cái Timeline, mình click vô Video Thumbnail. Rồi, trong cái chỗ cái bảng V2 mình lít phím Alt á, phím Alt các bạn lăn lên. Đó, các bạn sẽ thấy được cái hình ảnh trực diện ở phía dưới không? Có nghĩa đoạn phim nào chúng ta muốn nhìn thấy hình ảnh mà chúng ta để chắc ăn, bởi vì chúng ta không biết đoạn đó có đúng không, thì thường người ta sẽ dùng cái tính năng này, cái thumbnail ha. Mình nhắc lại, lít vô đây các bạn chọn là cái video thumbnail. Cái kế tiếp người ta hay sử dụng đó là clip Show audio waveform. Tại vì show audio waveform á, là nó sẽ, nếu các bạn tắt cái này á, là nó không còn hiện cái phía dưới này nữa nè. Có nghĩa cái âm thanh phía dưới này nó sẽ mất nè. Đây mình làm cho các bạn xem nè. Các bạn đó thấy không, nó mất cái đường âm thanh này. Chúng ta khó nhận định đâu là âm thanh và đâu là hình ảnh, nên là thường là mình sẽ bật. Các bạn ha. Rồi, cái thứ ba là các bạn sẽ để ý là ở đây có cái đường màu đỏ nè, màu vàng nè, màu vàng nè, màu đỏ nè, thì nó sẽ phân màu ra bằng cách là chúng ta có thể nó phân bên trong và có thể phân bên ngoài do mình chọn lựa thôi. Thì chúng ta sẽ bật cái tính năng là show duplicate frame market nè. Cái này rất là hay dùng trong quá trình mà chúng ta dựng phim ha, chúng ta dựng phim. Nói chung là những cái show này chúng ta nên bật hết đi, tại vì thường dùng lắm. Nếu bạn nào mà sử dụng mà cái máy mà màn hình mà cỡ 27 inch, mà màn hình công rộng rộng 32 inch, các bạn thấy là chúng ta dùng được hết, thì các bạn có thể bật được hết giùm mình ha. Đó, thì đây là cái phần đầu vô, là cái phần timeline mà chúng ta hay sử dụng nhất ha. Thì còn cái này là lớn nhỏ của cái chúng ta kéo dài hoặc chúng ta kéo rộng, thu hẹp lại để chúng ta dễ nhìn. Do cái máy chúng ta nhỏ, chúng ta nên là kéo thu hẹp thôi. Còn cái máy màn hình chúng ta rộng thì chúng ta có thể maximum, chúng ta kéo làm cho nó dễ. Chính vậy mà các bạn thấy có khi mà một cái người thiết kế thì người ta dùng màn hình công 50 inch, không thì dùng ba bốn màn hình ráp lại á, là để cho nó kéo dài thật dài để dễ nhìn các bạn. Rồi còn cái gì nữa ta? Rồi cái phần như vậy thì mình cũng giới thiệu phần lớn cái timeline cho các bạn. Rồi, để sau khi mình làm xong cái đoạn phim, mình muốn xuất ra, thì các bạn cũng, bữa trước mình cũng hướng dẫn các bạn rồi ha. Các bạn sẽ vô ngay chỗ gì mà mình là export, các bạn chọn media, các bạn chọn, rồi các bạn chọn giùm mình cái H264 nè. Tại vì H264 này là nó sẽ, bạn cho ra được cái MP, cái MP4 được rồi. H264 ví dụ quality chất lượng HD đó. Rồi MP4 nè, các bạn thấy không, nó báo cho các bạn là MP4 nè. Album name mình muốn để tên đó, mình để tên luôn, mình đang mượn cái tên của người ta nha các bạn. Sau đó các bạn nhấn export là xong ha. Như vậy là tới đây mình đã kết thúc cái bài hướng dẫn cái phần template cho các bạn rồi hả. Thì tới đây mình cũng kết thúc bài. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem lắng nghe. Và nếu thấy hay các bạn có thể like, subscribe kênh giúp mình. Xin chào và chúc các bạn cũng như gia đình luôn thành công và vui vẻ.